Bíp 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 bíp. Đi mua kẹo dẻo con mắt ăn thôi các bạn ơi. Đã đến giờ đi bán những viên kẹo mắt này rồi. Nổ máy lên. Bíp 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 bíp. Ai ăn kẹo mắt không? Ai ăn kẹo mắt không? Kẹo dẻo con mắt đây. Kẹo dẻo con mắt. Ta rất là thích ăn kẹo dẻo con mắt. Phải tìm cách trộm cái số kẹo đó mới được. Đi thôi. Đã làm xong cái bẫy rồi. Chỉ chờ xe bán kẹo đi ngang qua thôi. Bíp 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 bíp. Ây da, ai căng ngang sợi dây xích ở đây vậy? Nhức đầu quá xỉu. Kế hoạch đã thành công. Đã làm cho chiếc xe này xỉu rồi. Bây giờ ta sẽ đi kiếm một cái chiếc xe để chở hết cái số kẹo này mới được. Đi qua nhà Poly chọn một cái chiếc xe để lên kế hoạch thôi. Poly đang ngủ chưa? Nhà Poly thật là nhiều xe. Bây giờ lấy cái chiếc xe nào đây ta? Ở đây có một cái chiếc xe chở rác rất là phù hợp với kế hoạch của ta. Lấy cái chiếc xe chở rác này. Yahoo! Đi thực hiện kế hoạch chọn những viên kẹo mắt thôi. Bây giờ lấy hết cái số kẹo này. Wow, thật là nhiều kẹo mắt quá đi. Cho vào trong xe rác. Chiếm lợi phẩm của ta. Đem số kẹo này đi giấu thôi. Cứu với, có ai không? Cứu tôi với. Khủng long đã cướp hết tất cả số kẹo dẻo của tôi rồi. Cứu, có ai không? Bíp 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 bíp. Anh Đờ Hút ơi, bán cho em kẹo với anh Đờ Hút ơi. Anh Đờ Hút ơi. Poly ơi, khủng long đã lấy hết kẹo của anh rồi. Bây giờ em có cách nào lấy lại những viên kẹo mắt đó giùm anh hay không? Ủa, vậy hả? Khủng long đã lấy hết kẹo mắt của anh rồi hả? Được rồi, để bây giờ em sẽ qua nhà anh Kinh Công, báo anh Kinh Công biết nha. Anh cảm ơn em nha. Đi thôi nào các bạn ơi. Bíp 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 bíp. Anh Kinh Công ơi, anh Kinh Công ơi, anh có nhà không anh Kinh Công ơi? Tiếng của ai mà sao giống của xe cậu múc cá Poly quá vậy? Dạ đúng rồi, em nè anh Kinh Công ơi. Em qua đây kiếm anh có chuyện gì không hả Poly? Dạ anh ơi, khủng long đã lấy hết số kẹo dẻo con mắt của anh Đờ Hút rồi. Bây giờ anh có thể giúp đỡ anh Đờ Hút đi tìm lại số kẹo đó không hả anh? À, thì ra là khủng long đã trộm hết số kẹo của Đờ Hút hả? Được rồi, anh sẽ cho xe cảnh sát đi tìm khủng long. Xe cảnh sát, hãy nghe lệnh của anh, đi tìm khủng long nhanh lên. Dạ dạ, anh với lại Poly hay ở nhà đi, em đi tìm khủng long cho. Đã thấy được tên trộm khủng long rồi. Đứng lại mau khủng long. Đứng lại, đứng lại, đứng lại. Hãy đứng lại tên tội phạm kia. Hãy đứng lại tên trộm kia. Hãy đứng lại tên trộm kia. Hãy đứng lại. Hãy đứng lại, đứng lại tên trộm kia. Hãy đứng lại, hãy đứng lại. Đã cắt đuôi được tên cảnh sát rồi. Lấy kẹo ra ăn thôi. Wow, rất là nhiều kẹo luôn. Đây là kẹo dẻo con mắt của Đờ Hút. Lấy ra ăn xem coi có ngon hay không nha. Wow, rất là thơm luôn. Chưa có mở bọc ra mà đã nghe thơm rồi. Wow. Wow. Kẹo mắt thơm ngon. Ái chà chà. Ăn thử coi có ngon không. Wow, kẹo dẻo con mắt rất là ngon. Bây giờ giấu hết cái số kẹo này vô trong cái bãi rác.
Giấu kẹo xong rồi đi chơi thôi. Anh Tinh ơi. Có chuyện gì? Em đã tìm thấy khủng long chưa hả xe cảnh sát? Anh Kinh Công ơi, hồi nãy em thấy khủng long đang chạy trên một chiếc xe chở rác. Em dí theo nhưng mà không kịp anh ơi. Thì ra là vậy. Được rồi, để anh sẽ đi qua kho vũ khí của anh, lấy một cái khẩu súng để đi tìm khủng long cho khủng long một bài học. Khẩu súng này lâu ngày không có xài, không biết có còn sử dụng được hay không. Mở khẩu súng này ra kiểm tra thôi nào. Đây là một khẩu súng bắn đạn xốp và có cả những đạn hạt nổ. Đây là đạn hạt nổ. Còn đây là đạn xốp. Lấy ra hết và lấy cả khẩu súng này ra luôn. Các em thấy khẩu súng này có đẹp không? Trước tiên là sẽ bắn đạn xốp. Gài những viên đạn xốp vào. Được rồi, lên đạn nào. Bây giờ anh sẽ nhắm mục tiêu. Mục tiêu của anh là bắn trúng số 60. Khá là chính xác đó nha. Tiếp theo, anh sẽ cho những viên đạn nổ này vào. Kiểm tra xem khẩu súng có còn hoạt động hay không. Đổ những viên đạn nổ này vào trong. Được rồi, động nắp lại, gài đạn lên. Bây giờ anh sẽ thử bắn đạn nổ. Khẩu súng khá là mạnh. Bây giờ anh sẽ đi tìm khủng long cho khủng long một bài học. Khủng long đang ở cái bụi cây phía trước. Quên, nói nhỏ nhỏ thôi, nói to quá khủng long sẽ chạy đi mất. Bây giờ mình sẽ nhắm vào cái bánh xe của khủng long, bắn nổ cái bánh xe của khủng long thì khủng long sẽ không thể nào mà chạy được nữa. Bánh xe của khủng long đã bị mình phá hủy rồi. Khủng long, bạn đã bị bắt. Tại sao bạn dám lấy trộm cái số kẹo của The Hood chứ? Anh Kinh Công ơi, tha cho em với. Tha hả? Em đã để số kẹo đó ở đâu? Dạ, hồi nãy em đem số kẹo đó ra ngoài bãi rác, em giấu hết rồi. Em thật là hư quá đi. Lần này anh tha cho em đó, lần sau mà còn tái phạm nữa là anh sẽ bắt nhốt em đó, nghe chưa? Dạ, em cảm ơn anh. Bây giờ chúng ta sẽ đi về báo cho Bồ Ly biết. Bồ Ly ơi, anh đã vừa cho khủng long một bài học rồi. Bây giờ em hãy đi ra ngoài bãi rác tìm kiếm cái số kẹo mắc bị mất tích đi nha. Dạ, em cảm ơn anh Kinh Công nha. Bây giờ em ra bãi rác tìm kẹo đây. Pip. Đi ra bãi rác thôi nào. Pip. Rồi, đã đến bãi rác rồi. Bây giờ chúng ta phải cùng nhau đi tìm cái số kẹo mắc đó mới được. Ôi, cái đống rác này sao mà to quá vậy? Làm sao mình có thể kiếm được đây? Không biết khủng long đã giấu cái số kẹo đó đâu rồi ta. Ôi, hình như mình thấy rồi. Ý, đây nè. Ôi, nhưng mà có một cái cây chuối khá là to đang đè ở cái chỗ này, thì làm sao mình có thể cuốc ra được? Bây giờ phải làm sao đây ta? Mình có cách rồi. Bây giờ mình sẽ đi qua nhà anh Poly công trình để nhờ anh giúp mình một tay. Pip. Đi qua nhà anh xe Poly công trình thôi. Pip. Anh Poly múc cá ơi. Pip. Có chuyện gì mà em qua tìm anh vậy hả Poly? Anh ơi, anh hãy giúp em ra bãi rác đào tìm những viên kẹo giải mắt đi anh. Được rồi, bây giờ em hãy dẫn đường anh đến bãi rác đi. Hai anh em mình đi ra bãi rác đào tìm những viên kẹo mắt thôi anh ơi. Pip. Sắp đến nơi rồi anh Bully ơi, rồi đến nơi rồi nè anh Bully ơi. Đây là cái bãi rác to có một cái cây chuối khá là bự đang đè lên cái đống kẹo nè anh Bully. Được rồi, để đó cho anh. Bây giờ anh sẽ cào cái cây chuối to này ra. Wow, cây chuối này khá là nặng luôn đó nha. Rồi tiếp theo anh sẽ cào những cái lá chuối này ra. Wow, những cái lá chuối này cũng khá là nặng luôn đó nha. Rồi tiếp tục nào. Rồi, ok, anh đã cào ra được rồi. Đây là những cái cây kẹo bị mất tích nè. Khá là nhiều luôn, để anh đếm coi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wow, 9 cây kẹo mắc này
rất là ngon luôn Bô Ly ơi. Bíp bíp bíp, chở kẹo về cho anh The Hút thôi anh Bô Ly ơi. Anh The Hút ơi, em đã tìm được số kẹo dẻo của anh rồi nè. 1 nè, 2 nè, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cây kẹo của anh nè. Wow, em làm tốt lắm Bô Ly ơi. Anh cảm ơn em nha. Bây giờ anh cho em và Bô Ly mỗi người một cây kẹo đó. Thôi anh ơi, kẹo này em ăn không được đâu. Tại vì khủng long đã chôn cái số kẹo này ở ngoài bãi rác rồi. Không ăn được đâu anh ơi. Hả? Khủng long đã chôn số kẹo này ở ngoài bãi rác hả? Ui, ghê quá. Chúng ta không nên ăn nha. Tại vì thức ăn mà để ở ngoài bãi rác mà ăn vô rất là dễ đau bụng đó. Thôi, để anh bỏ cái số kẹo này vào thùng rác luôn. Hay em đi về đi. Anh bây giờ cần phải sửa chữa lại chiếc xe, sau đó còn đi về nhà ăn cơm nữa. Bye bye các em nha.